Hello anh em, xin chào anh em đam mê, lại là mình đây. Mình lại tiếp tục làm clip phôi mai. Mình em vào sưu tầm bóng hổ nha. Một phôi đế rất là đẹp, đế bao phê anh em à. Đấy, cây đế ở lùng lực, chi đẹp. Cây chi quá đẹp luôn. Đây có miếng lũ thèo nè. Đấy, đây nó nè anh em à. Lũ già tớm hết rồi anh em à. Rồi, anh em xem kênh của mình nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh luôn. Thì mình là Đặng Xem Cảnh, chuyên bán phôi mai rừng Bình Thuận và cũng chuyên trồng luôn. Đấy, anh em sắp xếp thời gian mình lên 8 giờ tối hàng ngày. Anh em lên xem, mình có để số điện thoại bên trên á, rồi ở dưới là mã số cây ngày tháng. Anh em thích mã số nào thì nhớ gọi điện chốt. Rồi anh em khách mới nhớ cọc em vài trăm ngàn luôn anh em ơi. Rồi ông đây là ông Quý, ông Bảy Quý á. Đây là phôi đầu tiên của ông Bảy Quý. Bác Bảy Quý, hello anh em, cái bác Bảy Quý. Hello anh em, chào anh em nha. Kêu anh em chốt rồi vô ổng à. Anh mệt em nhớ chốt hàng mình nha anh em. Hàng mình chốt là hàng lò con trái á. À, ủa, vậy là hàng đây rồi, hàng lò con trái nữa hả? Ừ. Quanh. Quanh anh em ơi. Cái đầu tiên á, đâu quanh cho anh em coi luôn. Còn một anh lò văn Tony thì đang xịt thuốc. Quanh 43 nha anh em. Cao 67. Bầu đi. Tổng ngang dàn chi là 64. Bầu dài 45 anh em. Dứt đi anh em ơi, đế nó. Tiếp tục anh em, một phôi. Đế là anh em. Tao nói tụi mày là cây nó thấy tước rồi. Dễ nè. Chứ không phải đơn giản đâu. Cây có cục nù. Nay mai đây giỏi đi tìm cây. Đế ok. Nữa. Cây này có một miếng thẹo bọng. Chi đẹp. Cây anh em coi lắc nè. Lắc một nhịp hai nhịp gì đó. Đó, lắc nè. Là tí 45 ngày nữa thôi. Quanh. Quanh anh em ơi. Quanh 43 luôn anh em à. 50 nơi, trở về vị trí ban đầu. 44. Vừa co lắc vừa phóng ra luôn là 67 nha anh em. Màu dài 39 anh em ơi. Dứt. Tiếp tục anh em nè, một phôi nữa. Làm xong là giật đế luôn. Đế ok nè anh em nè. Đế quá ok luôn. Đấy, dễ nè. Xịt nhựa luôn anh em ơi. Nhựa quá sung luôn. Cây này anh em chốt là mai mình đóng bo vô. Anh em nào mới vào nghề là nên chốt cái cây này về cho chắc kèo anh em à. Mấy miếng lũ nè. Đấy. Cây này về là chỉ có đóng bo vô là chơi thôi. Quanh anh em. Khỏi chồng luôn. Chơi mai mũ. Quanh 40 đúng anh em. Cao 50 đúng luôn. Bầu dài 45 anh em. Dứt. Quanh anh em. Một phôi đế rất là đẹp luôn anh em à. Đế ok. Cây chì nè. Ok nha anh em nha. Cây có miếng thẻ ở đây. Đế nè. Cây này lấy bầu dư bên đây. Dư đúng rồi. Dư nhưng quanh mà luôn. Anh em có lấy. Quanh anh em ơi. Na 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 na. 45 anh em. Na. Cao 44. Bầu luôn. Bầu dài 41 anh em. Dứt luôn. Tiếp tục anh em à. Một phơi rất là đẹp nữa. Đế ok. Đế quá dữ luôn anh em à. Chì quá đẹp luôn. Nói chì không. Quá ngon lành cành mai. Quanh. Cây này nó nghĩa kê bên này là mới đúng nè. Quanh anh em ơi. Quanh 35 nha anh em. Cao 50. Bầu dài 40 anh em. Cày quá liền lạc, không miếng vút 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 mũi đốt luôn anh em à. Chú anh cháy bữa nay chuyển qua làm nghề dinh cây. Anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Một phôi nghệ thuật nha anh em nha. Này, cày đế nè. Đấy, đế nó nè anh em nè. Chặt. Cày này, cái dễ này không có dễ cám gì đó. Dễ này xuống đây và đây cắt luôn nha anh em nha. Đây được cái củ đế đây. Nè, đây nó có một cái chân và này nè. Bên này chân ra đây. Chân này chân nữa nè anh em. Đây chân nữa. Đấy. Rồi, cây quá đẹp này. Cây nè, rắc lên nè, hai chân bấm xuống mà. Bạn eo 36 nha anh em. Đế rất là đẹp. Tới đây lượn qua lại. Khá nghệ thuật. Cao 94. Độ bay nghiêng của nó là 90 anh em. Bầu. Bầu dài 55 nha anh em. Quá đẹp luôn. Cây khá đẹp, khá nghệ thuật luôn anh em ạ. Mình chỉ cắt sơ thôi anh em về. Cắt lại chân. Tiếp tục một cây siêu phẩm nữa. Cây khá đẹp luôn anh em ạ. Cây đế nè. Đế ok. Cây lắc nè anh em ạ. Co nè. Co lắc nè. Chì khá đẹp. Cây không một chút vết thẹo gì luôn. Hoành luôn bác ơi. Quanh 39 nha anh em. Số đẹp anh em à. Cao 86.
Bộ dài 50 anh em. Cây quá đẹp luôn. Dứt. Rồi anh em, tiếp tục một cây siêu phẩm lùng lực đế đẹp nữa anh em à. Đế nè. Lực lực sĩ luôn anh em. Chi ước. Chi ước khủng luôn. Đây có miếng thèo nè. Chi nè. Đây có miếng thèo nữa anh em nha. Có gì chi quá lực luôn anh em à. Hoành luôn. Hoành anh em. Là còn mang keo lấy lên á, nó giữ cái cây lại vậy. Ê, lộ thước nha anh em. Hoành 48 nha anh em. Cao 71. Tổng ngang dàn chi là 80 đúng anh em. Bầu dài 52 anh em. Dứt đi anh em ơi. Tiếp tục anh em nè. Một phôi nè. Siêu phẩm của lò văn cháy. Lò văn cháy lâu giờ mới đào được một cây to cỡ này và lực cỡ này anh em à. Cụm rừng luôn. Cây này cụm rừng ama cháy. Chi đế rồi, ok. Đế nè. Trời ơi dễ, đếm hồi bữa anh cắt dễ, anh có đếm không anh cháy? Ở dưới là 15 cái. 15 cái hả? Tưởng đâu 100 cái chứ. Này, đế nè. Dễ rồi, ok. Còn mấy cái dễ nhỏ. Cây có miếng thèo đây. Cây này được anh em à. Đúng rồi, cụm rừng luôn. Quyền cụm rừng luôn mấy thằng. Đẹp anh em ơi. 2, 4, 6, 7 thằng. Từ từ, thắt kiếm. Quanh. Cây này quanh chắc hợp bích. Hoành cỡ 66 nha anh em. Hoành cỡ 6 mấy, 66 á. 64 anh em. Xem chút nữa. Cao 56 nha anh em. Bầu dài 48 anh em. Chút anh em ơi, cây đẹp á. Anh em ơi, một phôi đế ok bác nữa anh em. Cây có miếng thiệu đây nè. Thiệu này thiệu thép rồi anh em ạ. Cây nhìn già cây. Hoành luôn anh em ơi. Đế rất là đẹp nha anh em nha. Hoành 30 đúng anh em. Cây hình nhân luôn. Cao 52. Tổng ngang dàn chi 45. Bầu dài 45 luôn anh em. Cây khá ok. Dễ nhiều anh chắc. Nhiều. À, cứ tự tin mà làm nha anh em nha. Dứt đi. Dứt đi. Dứt đi. Tiếp tục anh em ơi, một phôi nè. Cây dễ ấy cha. Này dễ mai anh chắc. Dễ mai. Bao dễ cám luôn. Dễ mà dễ dữ anh em. Chắc cây này anh cháy chắc đếm nữa rồi. Hết đơn vị để đếm rồi. Cái này đưa vô máy dễ. Tính máy tính lắc đầu nè. Thiệt không? Quá đẹp luôn. Liền bệ liền phối này dính cục đây nè. Quá dữ. Quanh. Quanh anh em ơi. Cây quá dữ anh em à. Cây này có đơn 45 vị... hoành nha anh em. Cây này có đơn vị trả anh cháy 500 ngàn mà không siêu lùng lực anh em ơi. Chỉ cao 38 thôi anh em ơi. Bầu dài 43 anh em. Chốt anh em. Dứt đi, dứt, 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 dứt. Tục một cây thác đổ nữa anh em ơi. Đù, mẫu thác đổ này giờ đang thuộc dạng hàng hiếm nha anh em nha. Cò gắt, cò luôn nha anh em. Đế rất là vững nha. Nè, đổ gắt không? Cò đây, đã cái đổ này ngay mặt chậu luôn anh em à. Hoành đi. Hoành anh em ơi. À, lắc nữa nha. À, lắc nè. Hoành 32 nha anh em. Dạ luôn. Cao. Cao xong. Đó dạ, đổ của nó anh em ơi. Vừa bay vừa đổ là 47 dạ. Anh em. Dạ cảm ơn anh. Bầu dài 38 anh em. Dạ dạ anh dạ. Giờ anh em tiếp tục anh em nè. Một phôi nè. Đế khá ok. Đế quá vững luôn anh em. Đế khá ok nha anh em nha. Cây có miếng thiệu này nè. Chi đẹp luôn. Hoành anh em. Anh em nè. Chi đẹp luôn. Hoành. Hoành 32 luôn em. Cao 65. Bầu dài 40 anh em. Chốt anh em. Dứt đi. Được. Tiếp tục anh em nè. Một phôi nè. Cha cây dễ quá nhiều. Cây này lấy bầu không nổi anh em. Tại dễ nhiều quá không lấy bầu. Quá nhiều luôn anh em. Cây một cốt. Lắc qua. Cây có miếng thẹo đây anh em nè. Đấy. Quá đẹp. Hoành. Hoành anh em ơi. Còn hoành. Ui. Hoành 48 nha anh em. Ôi, quá dữ anh em à. Cao 55 anh em à. Về đục cái dế này bỏ. Rồi về đi xuống lại. Vàng đế bầu là 54 anh em. Chốt đi anh em. Cây đẹp ạ. Dứt đi. Anh em lại tiếp tục anh em nè. Một phôi nữa. Đế nè. Đế được nha anh em nha. Cây chi cũng được. Cây có miếng thèo đây nè. Cây đẹp lắm anh em à. Chi đều. Hoành. Hoành 35 nha anh em. Cao 42 anh em.
tổng cái chi 47. Bầu dài 39 anh em. Cày được anh em ạ. Tranh thủ dứt đi. Anh em ơi lại tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế khá ok đó. Đế ơi, ừ quá vip luôn anh em ạ. Rễ cám với con gì quá trời dễ luôn. Chi nè, tạm được cây lùng lực. Đẹp anh em. 41 hoành anh em. Cao 52 nha anh em. Bầu dài 51. Chuốt đi anh em ơi. À. Tiếp tục nè anh em. Nhị. Rồi được á. Cây đế ok nè. Đế nở ok nè. Đấy. Cây mùa này anh em về cố gắng kiểm tra anh em tha keo đầu dễ kiểm tra nha. Tại vì mùa này mùa khô cho nên lúc nào cái bầu anh em cũng để một số dễ không bôi keo. Cho nên anh em để ý giúp em nha. Cây nè. Cây có cái thẹo. Ôi luôn. Cây có cái găng gú nha anh em. Cây có lỗ bọng nè. Có một hai lỗ trên thân á. Đây nữa nè. Hoành luôn bác. Hoành anh em ơi. Dễ đế khá đều. Cây mới về hả? Mới về sáng nay. 42 hoành anh em. Đúng rồi. Cho nó cao 61. Cho nó uống nước thằng tiên đi. Bầu dài 45 anh em. Dứt anh em. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một cây lắc lượng nha. Đấy. Cây lắc ok. Cây có một miếng lũa đây nè. Này miếng lũa nè. Cây này thì bầu hơi yếu nha anh em nha. Rễ cũng hơi yếu luôn. Đâu coi đầu à, đầu dễ cũng đầu dễ nhiều. Yếu. Đầu đầu dễ cũng nhiều quá. Hoành. Hoành anh em à. Đầu dễ nhiều chứ mà đầu lấy đầu yếu. Hoành 39 nha anh em. Ông xã anh em. Cao 51. Bầu dài 38 anh em. Tranh thủ nha anh em nha, dứt đi. Tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa nè. Cây đẹp á, à. Đế nè anh em nè, ha. Đế khá ok. Đế quá vững luôn. Quá. Cây này là một khối luôn á. Cái dễ này ở đó một khối nào nó bị bệnh nè, rồi xong nó bị lũ nè, ha. Nó bỏ luôn. Hai cây. Chân ngực quá vip luôn này. Vào đây luôn em ơi. Quá đẹp. Bò luôn. Bò đánh đây téo chân luôn quá em. Quá đẹp luôn em ạ. Hoành. Hoành anh em ơi. Cây ơi. Giữ thì có cái... Hoành 51 anh em. Siêu lùng lực cao 46 thôi anh em ơi. Bầu dài 60 đúng anh em. Dứt. Anh em lại tiếp tục anh em nè. Một cây đế nè. Bệ đế quá vip luôn anh em ạ. Trừ bệ đế đều hết luôn rồi. Dúc dúc bên đó ra bác. Bên đó bị cao rồi. Không. Rồi đó, chút xuống thả ra, thả tự do luôn luôn. Bệ đế quá vip luôn. Quá đẹp. Cây có dàn chi nè. Keo đây nè. Dàn chi bao đẹp luôn. Có miếng lũ thép đây. Cái này mà bên bôi keo mà anh em thấy không? Ướt mềm luôn. Rất là sung. Rồi hoành luôn mấy ơi. Cây có mấy miếng lũ. Hoành anh em ơi. Ừ, tay bôi keo mềm mại rồi. Hoành 51 luôn anh em. Ừ. Cao siêu lùng lực cao 43 thôi anh em à. Tổng ngang dàn chi là 57. Bầu luôn. Bầu dài 50 đúng luôn. Cây quá đẹp nhất. Rồi anh em, một cây cuối cùng là clip nha anh em nha. Cây này cây không bầu. Cây này khá lực, khá đẹp luôn anh em à. Đấy, dễ bề đế nó nè. Rễ nè. Đấy, rễ đó rất là ok, dễ rất nhiều nha anh em nha. Dễ khá ok. Cây này có một miếng lũ bọng. Đấy, bọng nè anh em nè. Mà nhìn cây rất là già, mà bố cục về hợp lý. Chi nè anh em nè, đứng lại bác. Đứng lại cho anh em coi chi nè. Chi khá đẹp luôn. Đấy, quá đẹp anh em à. Cây này mà lên ra một tác phẩm cực kỳ đẹp luôn. Rồi, hoành luôn bác quý ơi. Hoành anh em ơi. Bọng xuống tới đây luôn ha. Hoành 62 nha anh em. Cao 81. Tổng ngang dàn chi là 100 đúng anh em à. Tổng ngang dàn đế là 100 đúng luôn. Quá đẹp anh em. Anh em chúc ơi, cảm ơn anh em theo dõi clip nha. Chúc anh em một buổi tốt, nước tốt lành. Và anh chắc. Tạm biệt anh em nha. Dứt.